Sinh tử khế là gì? Lão tổ từng ghi lại sinh tử khế ở trong Phù Mộng Tam Sinh Quyết. Đó là phương pháp mà thời đại của lão tổ dùng để chứng minh lời thề. Tiểu hoàng đế, ngươi có nguyện ý dùng mạng sống của mình để làm cái giá để đổi lấy sự tin tưởng của Phong Hạ hay không? Ta nguyện ý. Tiểu tử thối, ngươi nguyện ý thông qua sinh tử khế chứng minh thành tâm của tiểu hoàng đế hay không? Ta nguyện ý. Vậy thì lão tổ sẽ rút một chút tinh nguyên của ngươi, đúc thành một đóa kiếm liên. Hơi cảm giác như móc cái đó, như móc cái gì đó từ người ra. Tiếp theo sẽ đem kiếm liên này trồng vào trong tim của tiểu hoàng đế. Chúc mừng hai vị sinh tử khế thành rồi. Nếu như tiểu hoàng đế vi phạm lời thề, kiếm liên ở trong tim sẽ tự lấy đi tính mạng của hắn. Cảm giác nghi thức này giống như là chuyện gì vậy? Phong huynh, hai chúng ta hợp tác nhất định là có thể làm sống lại linh khí trời đất của thế giới này. Đừng xưng huynh gọi đệ với ta, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời mà thôi. Là chậm vượt quá rồi. Phong trưởng giáo, vẫn trách chậm chuyện lúc trước hợp tác với Ưng Thành Bằng hay sao? Ngươi gây phiền phức lớn như vậy cho ta, đã hận bây giờ không thể đánh ngươi một trận. Một khi kế hoạch thay trời đổi đất bắt đầu rồi, nhị tổ của Mạc gia ta bất nhật nhất định là sẽ xuất quan. Có nhị tổ tọa trấn, Ưng Thành Bằng nó không dám làm loạn. Đợi lão Đông Tây nhà ngươi xuất quan, đến lúc đó mộ cũng xanh rồi. Ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, có điều ngươi phải ở lại làm thủ hạ cho ta. Chỉ có hai chúng ta không thôi thì không đủ, còn cần phải tìm cứu viện nữa. Vạn yêu quốc độ, hành cung yêu vương Ưng Thành Bằng. Trong mi tâm tử phủ của Ưng Thành Bằng, Ưng Hóa Vũ đi đâu? Sao bổn vương không liên hệ được với nó? Sẽ không phải là lại muốn chạy đi đâu đấy chứ? Gần đây chưa từng gặp cô ta. Chúng ta đi tìm cô ta đi. Các người đi phương hướng gần võ quốc thăm dò thử xem là yêu thú lãnh chúa nào hả? Yêu thú lãnh chúa nào hay là yêu vương nào đang giở trò? Có khi nào là nhân tộc âm thầm giả mưu gì hay không? Chỉ dựa vào nhân tộc sao có thể? Đi đi, các hóa thân của ta tìm ra kẻ không tuân lệnh cho ta, rõ? Yêu vương đại nhân ngài tỉnh rồi. Mau, chim đầu mau đến đây, yêu vương đại nhân nôn ra máu rồi. Ô nào, kẻ nào cũng lôi ta xuống khỏi vị trí yêu vương. Lãnh địa của Thanh Ninh, Bắc Vọng Nhai, mau nói, lãnh chúa của các ngươi gần đây đang làm cái gì, đi đâu rồi? Bẩm đại gia, lãnh chúa của chúng tôi gần đây đều ở trong động ngủ, không làm gì hết, không đi đâu hết. Ta nói mà, Thanh Ninh lãnh chúa tiểu quỷ gan nhỏ tham ngủ đó, khẳng định là không dám lỗ mãng với yêu vương. Bay đây, đi hỏi người tiếp theo đi. Trong đại trướng của Thanh Ninh, lãnh chúa đại nhân, tiểu yêu ma hạ của Ưng Vương Thành Bằng đến hỏi thăm tình hình. Tiểu nhân đã đuổi đi rồi. Ta biết rồi, Ưng Thành Bằng quả nhiên đang thăm dò lãnh địa của ta. Họ Phong, theo người nói, bây giờ Ưng Thành Bằng đã nhìn đến Huyền Võ Quốc và Thiên Thu Cốc, thậm chí là Bắc Phọng Nhai bên này của chúng ta rồi. Tiểu tử ngươi chọc phải cái sọt, đừng nghĩ liên lụy hai mẹ con ta. Bọn ta không quản chuyện này của ngươi. Đàn ca đừng kích động, ta có cách giải quyết. Chỉ cần các ngươi theo ta làm ra một số động tĩnh, chuyển được chú ý của Ưng Thành Bằng đi là được. Dù gì chúng ta trong tối, Ưng Thành Bằng ngoài sáng. Nói thì dễ, nhưng Ưng Thành Bằng không phải là giấu bao nhiêu hóa thân, nhất định cũng đang tìm các ngươi. Chúng ta có người hiểu biết về hóa thân của Ưng Thành Bằng. Vì để đối kháng đối thủ cạnh tranh ở trong yêu vương đại hội, lão tặc Ưng Thành Bằng đó luyện hóa hơn 10 hóa thân để tăng chiến lực. Trừ ta ra, những bản thể hóa thân khác đều phục tùng Ưng Thành Bằng. Vậy nên những hóa thân khác đều được giữ lại đặc tính nhất định. Gần chỗ này nhất là một thiên biến ma năng, ma năng bảo. Thiên biến ma năng, tên lãnh chủ cướp đi một mảnh lãnh địa của ta, vậy mà cũng là người của Ưng Thành Bằng. Hắn còn cướp lãnh địa của ngươi, vậy tại sao chúng ta không liên thủ xử hắn? Lão lương bình tĩnh, đừng bị hắn dắt mũi. Xử hắn. Thiên biến ma năng đó gọi bản thân là thần thông, ở trong minh tranh ám đấu của lãnh chúa chưa bao giờ chịu thiệt cả. Chúng ta chọc vào lại gia hỏa này không có chỗ tốt đâu. Giết chết tên biến thiên ma năng chỉ có thể rời được chú ý của Ưng Thành Bằng ở trong thời nhất định. Có điều như vậy quả thực có thể
giúp nhị tổ Mặc Gia tranh thủ được một thời gian nhất định. Xem ra chuyện này phải mời nhị tổ Mặc Gia xuất quan mới giải quyết được. Lúc đó tiểu hoàng đế đang nghĩ phân tâm, nghĩ đến chuyện của Ưng Thanh Bằng. Chuyện này đương nhiên là có chỗ tốt với hai mẹ con người. Nếu như yêu vương đời trước bị yếu đi, lúc đó tỷ lệ nên làm yêu vương của người sẽ cao hơn rất nhiều. Lão nương, hắn nói có lý, đây là chuyện lớn, chúng ta nhất định là phải theo phong trưởng giáo làm cho tốt. Này, người tốt xấu gì cũng giả vờ suy nghĩ chút mới lật mặt đi chứ. Phong trưởng giáo, bổn đại gia nghe nói gia hỏa thiên biến ma đang đó thích ăn thịt nữ đồng nhân tộc, chúng ta chuẩn bị một nữ đồng nhân tộc làm mồi nhử, sau đó tập kích hắn thế nào? Quả thực như vậy, mỗi tháng thiên biến ma nàng đều bảo thuộc hạ cống lên hơn 10 nữ đồng cho bản thân hưởng thụ. Là một tên ác nhân ở trong yêu thú à? Loại ác yêu này sẽ do chúng ta thanh trừ, bệ hạ nhớ lúc đó phải đem theo thanh nguyệt. Đây, có thanh linh gia nhập, cuộc chiến này tất thắng. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta tập kích tiến công ma đang bảo. Báo cáo lãnh chúa, nghịch đảng yêu vương sai chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Không tìm thấy còn một ngày báo cáo với lão tử 7-8 lần phiền hay không? Tìm thấy rồi hắn đến nói với ta. Lão tử hiện giờ càng nhớ tư vị của nữ đồng. Lãnh chúa yêu tộc thiên biến ma nàng, họ Phong kia làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, ngươi cho ta mặc loại y phục này là có chuyện gì đây? Giá nữ đồng của thanh niên là đủ rồi, lần hành động này ta không đi. Ma Nương bảo cách lãnh địa của thanh niên ngoại 50 lý. Mục đích lần này hành động là xử lý thiên biến ma nàng. Chuyển ánh mắt của Thiên Nương Thành bằng từ Thiên Thu Cốc vào Huyền Võ Quốc sang Ma Đăng Bảo và nơi khác. Cần chú ý là được, chúng ta bắt buộc là phải phát hiện mục đích của chúng ta rồi xử lý hắn trước, không thể nào cho hắn cơ hội báo với Ưng Thành Bằng. Các người nhìn nơi cao nhất của đỉnh núi Ma Đăng Bảo, đó chính là nơi ở của thiên biến ma nàng. Xung quanh Ma Đăng Bảo có một số tiểu yêu đi tuần, chúng ta phải tránh ánh mắt của chúng. Tiểu yêu đi toàn cứ giao cho ta, cảnh giới của tiểu yêu cũng không thấp, cô ấy không vấn đề gì chứ. Yên tâm đi, năng lực của Âu Lương thích hợp làm việc này nhất. Ba người các người chính diện mê hoặc thiên biến ma nàng giao cho các người rồi. Tầng cấp tạo hóa huyền của ta vẫn còn chưa đủ, chỉ có thể giúp các người biến đổi ngoại hình, che đi khí tức ban đầu. Ngụy trang chỉ cần gặp phải công kích là sẽ biến mất, vậy nên không đến thời khắc quan trọng ngàn vạn lần đừng phát động chiến đấu. Một khi tìm được cơ hội liền lập tức tập kích thiên biến ma nàng. Ta và Ấu Lương còn có Ưng Hóa Vũ sẽ chi viện cho các ngươi từ trong chỗ tối. Có cần phải làm phức tạp như thế hay không? Chẳng biết rồi. Họ Phong kia làm nhiệm vụ thì làm, ngươi cho ta mặc loại quần áo này là chuyện gì đây? Giả trang đồng nữ, có thanh ninh lãnh chúa nào đủ rồi, lần hành động lần này ta không đi nữa. Đừng mà thanh nguyệt, bọn ta không thể không có người. Ngươi xem cái tên thiên biến ma đang đó, lang yêu này rất có khả năng biết huyễn thuật. Thiên long linh đồng của ngươi sẽ rất có tác dụng đấy. Ánh mắt đê tiện của ngươi nói cho ta biết, sự tình không đơn giản như vậy. Thanh Nguyệt, đừng tùy hứng. Ngươi xem chấm bị trang điểm thành thế này còn không nói gì. Được rồi, vì bệ hạ, ta đi. Ôi, Ấu Nương quay lại rồi. Ta cho tiểu yêu đi tuần vào độc tố rồi. Hiện tại bọn chúng đều thần trí không thanh tỉnh, sẽ không chú ý đến chúng ta. Làm đẹp lắm Ấu Nương, mọi người nhân cơ hội này mau chóng hành động. Lãnh chúa đại nhân, tiểu nhân đưa nữ đồng đến cho người đây. Ồ, không ngờ làm phiền mộng đẹp của đại nhân, tiểu nhân tội đáng muôn chết, cầu đại nhân tha mạng. Mặc Niên Khuyết không diễn nổi biểu tình, khom lưng khuỵu gối. Không sao, ngươi đến đúng lúc lắm. Ba người dùng pháp thuật che đi khí tức vụ trộm miền vào. Mau đem hai nữ đồng đó qua đây. Tuân lệnh.
Tiểu quỷ mặc đồ đỏ này lão tử rất thích. Tiểu quỷ áo xanh quá là khô cằn rồi, ngươi thêm đã. Với đứa trên tay ngươi, ta nói thế nào cũng có một chút, sao lại khô cằn? À hả, sao hắn chỉ giữ lại một? Không giống với dự tính à? Cái này có khả năng là áo có mũ màu đỏ có sức hấp dẫn với làng. Đừng khóc đừng khóc, rất nhanh sẽ không còn cảm giác nữa. Tiểu cô nương, mẹ ngươi mới là tiểu cô nương, nhìn cho kỹ đi, ta là nam nhân. Sao lại là một tên nam nhân? Ta cuối cùng cũng biết đó là yêu nữ đã gặp phải cái gì rồi. Thanh Nguyệt tên tiểu tử này vậy mà lại đang nước quan trọng lại tuột xích rồi. Ôi ôi, vậy mà lại dám chơi đùa bản lãnh chúa. Thanh Nguyệt, ngô. Ây à, tao đợi ngụy trang được thổ đi đây. Hầu tử này sao lại có khí tức của nhân loại, còn có mùi này là thanh linh lãnh chúa. Sao ngươi lại đi cùng nhân loại? Lão nương chính là đến nghiền nát ngươi cùng với ưng thành. Trước kia ngươi cướp đoạt nhiều lãnh địa như vậy, chúng ta đến chính là để báo thù ngươi. Thì ra là đến để báo thù, tìm nhân loại đến giúp đỡ. Thanh linh lãnh chúa, ngươi thật sự giống như là trong lời đồn, luyện tà công luyện ngu người rồi sao? Người mới ngu đó, ta hôm nay không giết ngươi không được. Ta nói mà, cần kế hoạch làm gì làm là xong. À hạ, ngươi xem, hai hầu tử à, ngươi nào yêu nàng, vậy mà lại dám biến thành bộ dạng của ta sao? Biến thành bộ dạng của ta, người sẽ hối hận. Thái Nguyệt mau tỉnh lại. Thái Nguyệt, chắp trước bị thiên địa ma đang đánh bay, ngươi mau nhìn xem hai người này ai là chủ tử của ngươi. Vạn nhất thiên biến ma đang thắng, chủ tử nhà ngươi sẽ xong đời. Ta thật sự bị coi thường rồi, nhưng ta sẽ không thua. Yêu nàng thối, ngươi nhập vai cũng quá sâu rồi đó. Còn chưa xong đâu. Đó là cái gì? Thôn phệ hỗn độn. Dù sao thiên biến ma nàng với tiểu hoàng đế phản bội ta, ban đầu cho ưng thành bằng, đều không phải là người tốt gì. Ta cùng nốt hai người xuống càng bớt việc. Không phải người tốt, ta đã bị thanh ninh ghi hận rồi sao? Không phải người tốt, ta đã bị thanh ninh ghi hận rồi sao? Thanh ninh mau thu miệng, ngươi dùng chiêu này là muốn làm gì? Ngươi thật sự là muốn nuốt thiên biến ma năng hay sao? Kế hoạch của chúng ta ngâm nước nóng rồi, ta có bị nuốt hay không chẳng lẽ không quan trọng chút nào hay sao? Hắn là giả, ta mới là thật. Nói linh tinh, ngươi mới là giả. Ây, phiền chết đi được. Ngươi nói bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đánh kẻ nào? Có nhân huyễn thuật của thiên biến ma năng, đối với thanh niên nhãn bình thường chưa qua tăng cường vẫn có chút độ khó. Xin lỗi rồi, vì phân biệt thật giả thì mời các ngươi ăn chút khổ. Ôi, kẻ che ngực là thật. Hấu nương động thủ. Ta vây được hắn lại rồi. Hấu nương nàng tốt lắm, tối nay sẽ có thịt sói để ăn rồi. Nó nhận này là chuyện gì? Tại sao ta sẽ không đứt? Mọi người cùng nhau công kích, ép thần hồn của ông thành bằng từ trong người của thiên biến ma đang ra. Sao bọn chúng biết yêu vương đại nhân có phần hồn trong người của ta? Chỉ có thể là ứng hóa vũ đó cho chúng biết. Ứng hóa vũ quả nhiên là phản bội rồi sao? Phải đem tin tức này truyền về bản thể của ưng thành bằng đại nhân. Các đồng chí búp hết nền, kéo mãn DPS đánh bó thời. Đột nhiên phản ứng này, tại sao đệ nhất mỹ nam tử huyền võ quốc ta luôn là bộ dạng này? Thiên biến ma nàng phát tín hiệu nguy hiểm về cho bản thể của ưng thành bằng. Lúc đó phân hồn của ưng thành bằng bay ra khỏi thân thể của thiên biến ma nàng. Thật không ngờ ứng hóa vũ vậy mà lại lưu lạc đến mức liên thủ với nhân loại đối phó với ta. Thật là ấu trĩ, kết minh của kẻ yếu chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.
vội chạy đi như vậy, khiến khí tức của ta cũng không phát hiện ra hay sao? Là khí tức của ám tiễn, là ưng hóa vũ. Nhân loại, ưng hóa vũ cấu kết với ngươi như thế nào? Về, lười nói cho ngươi biết. Lại có thêm một viên hồn nguyên của ưng thành bằng. Thiên biến ma lang bị ngã ra khỏi thiên biến vạn hình thuật, cùng với kiêm ương hóa lang vũ công, kiêm ương hóa vũ công, phóng hạ cường hóa, tạo ra huyền công bản huyền, huyền công bản hoàn chỉnh, vừa có thể nghịch tạo thân thể, lại có thể đúc linh hồn. Thiên biến ma lang cứ như vậy bị ta giải quyết rồi. Quy lực của chúng ta ra tay quả thực là có chút ác liệt. Hôm nay hay là không ăn sói đuôi to nữa, không thèm ăn. Mọi người kết hợp không tồi. Chúng ta giải quyết thiên biến ma lang, đồng thời cũng ngăn chặn được hắn đem tin tức về cho ưng thành bằng. Bên ưng thành bằng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hoàn thành bước đầu tiên, nên tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch rồi. Bước tiếp theo của kế hoạch, thiên biến ma lang không còn sót lại gì, còn có thể lợi dụng hắn làm gì? Các ngươi nhìn đây. Thí nghiệm thành công. Ai nói thiên biến ma lang không còn lại gì nào? Các ngươi đừng sợ, đây không phải là cương thi gì đó. Đây là phiên bản ma lang 2.0. Ta dùng bản nâng cấp huyền công tạo ra, dùng hắn đối phó với lũ chân tay của ưng thành bằng thì không gì tốt hơn. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Ta đánh chết thiên biến ma lang không dễ dàng gì, chút được cơn giận này sao ngươi lại cứu sống hắn rồi? Ta chính là muốn nhân lúc các hóa thần khác của ưng thành bằng vẫn chưa phòng bị, đã thiên biến ma lang đi công kích bọn chúng. Mỗi thân ngoại hóa thân của ưng thành bằng đều cho vào một lượng tài nguyên lớn để bảo vệ thân ngoại hóa thân, hắn nhất định là sẽ đích thân đến xử lý. Như vậy thì hắn sẽ không còn nhàn rỗi để tâm đến huyền võ quốc và thiên thu cốc nữa rồi. Biện pháp này quả thực là có thể thu hút ưng thành bằng đi. Chỉ là thiên biến ma lang sao có thể nghe lời của ngươi được? Thiên biến ma lang các người nhìn thấy là con rối ta dùng tạo hóa huyền công trọng nghịch, bị ta khống chế chỉ là bề ngoài giống với thiên biến ma lang mà thôi. Hiện tại thiên biến ma lang bản 2.0 chính là một con hút kê nghe lời phong hạ ta. Ngồi xuống. Khuôn mặt này, biểu tình này thật là buồn nôn. Linh lực của con rối này không thể bằng thiên biến ma lang nguyên bản. Muốn hiện hóa kế hoạch còn cần phải cho thêm chút linh lực. Muốn linh lực phải không? Lão lương cho ngươi linh lực, cho ngươi linh lực, truyền linh lực theo hình thức vật lý. Thiên biến ma lang được nạp đầy tay, được nạp đầy tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ. Thiên biến ma lang xuất phát rồi, chúng ta phải nhân lúc tiểu yêu ở ma lang bảo chưa phát hiện ra dị dạng, xử lý sạch sẽ hiện trường rồi chuồn thôi. Chuyện này chậm làm là được. Ưng hóa vũ tiểu thư, ưng thành bằng có kẻ địch thực lực mạnh mẽ hay không? Hồi ân công, ưng thành bằng chạm mặt với thiên xà yêu vương, hai bên thế lực thường có tranh đấu. Thủ đoạn của thiên xà yêu vương độc ác không thua gì ưng thành bằng. Ưng thành bằng không ít lần ăn khổ ở chỗ của hắn. Thì ra trong yêu vương cũng có xà à? Thanh Ninh hắn trông thế nào? Là một con mãng xà màu vàng. Vậy thì vảy của các ngươi trông cũng giống nhau nhỉ? Là như vậy. Thanh Ninh mượn vảy của ngươi dùng một chút. Tay ngươi sờ đi đâu vậy? Ào, đau đau. Cắn chết ngươi. Chỉ cần dùng chiếc vảy thanh sắc này dùng tạo hóa huyền công nhuộm màu. Có chiếc vảy màu vàng này làm chứng cứ, lấy tính cách của ưng thành bằng nhất định là sẽ thiểm xin xà yêu vương tính nợ đầu tiên. Trong tử phủ của ưng thành bằng các ngươi, đây là làm sao? Yêu vương đại nhân, thiên biến ma lang đó điên rồi, giống như là chó điên vậy cắn ta. Điên năng đó chính là nhân lúc chúng ta không chuẩn bị ám toán chúng ta. Chiều hôm nay ta miễn cưỡng đánh nuôi được tên năng điên đó, không ngờ còn động thổ với những hóa thân khác. Y miệng lại cho bổn vương, ở Mỹ thành ra thể thống gì đây? Sáng sớm đã không thể liên hệ được với thiên ứng ma lang, ta đã phái tiểu yêu đến ma lang bảo điều tra rồi. Ông hoa vũ mất tung tích không đâu, thiên biến ma lang lại xảy ra vấn đề. Hắc thổ sau mà những chuyện đó sợ là cùng một người.
Có người muốn kéo chúng ta khỏi vị trí của yêu vương, nghĩ hay lắm. Tất cả hóa thân từ bây giờ toàn diện giới nghiêm. Hành cung của ưng Thanh Bằng có thể ra tay với hóa thân của ta, rốt cuộc là kẻ thù nào? Ây, báo cáo yêu vương, chúng ta phát hiện ra cái này ở trong hang động của thiên biến ma nàng. Vảy màu vàng, thì ra là ngươi, thiên xà yêu vương. Nếu ngươi dám khiêu khích bản vương, vậy thì đừng trách bản vương không khách khí. Trong vạn yêu quốc độ, thiên biến ma lang bản 2.0 vận nợ thu hút ưng Thành Bằng, giải quyết mối no sau này của Phong Hạ. Và người của Phong Hạ với hoàng gia pháp bảo của tiểu hoàng đế đến yêu hoàng năng. Tiểu hoàng đế, pháp bảo này của ngươi thật sự là không tệ, nhưng tại sao thiết kế của pháp bảo này lại vượt xa thời đại này vậy? Pháp bảo này vốn dĩ chắc là một thứ trò đồ chiến tranh, bên trong lớn hơn rất nhiều bên ngoài, gần như là đẹp ngang bằng một điện đường. Chỉ đáng tiếc động năng của nó thực sự là hạ yếu ớt, hiện giờ sợ là 1/100 uy lực của thời kỳ toàn thịnh cũng không có được. Ồ, vậy nếu 100 phần uy lực thì có thể biến thành kim cang hay sao? Tuy không biết người nói biến tính kim cang là cái gì, nhưng mà pháp bảo này đủ để dùng tiêu diệt một quốc gia. Chỉ đáng tiếc bây giờ chỉ có thể dùng để thay đi bộ mà thôi. Đây quả thực là bảo vật ngàn năm trước người đời trước để lại. Chấm đã mời thợ thủ công rất tốt đến, nhưng vẫn không thể nào sửa lại nó. Ây, đây không phải là bảo vật mà trình độ kỹ thuật bây giờ của các ngươi có thể nhòm ngó được. Tiểu hoàng đế, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Nếu ngươi không tu sửa được, không bằng làm một giao dịch với bản đại gia thế nào? Đợi chuyện yêu hoàng năng kết thúc, ngươi đưa bảo vật này cho ta, bổn đại gia tặng ngươi một quyển công pháp long tộc. Đợi chuyện yêu hoàng năng kết thúc, chấm sợ là đã không còn trên thế giới này rồi. Tên khốn nạn là ngươi, sao mặt lại dày như vậy? Đến pháp bảo của hàng thất cũng muốn ngấp nghé. Thanh Nguyệt, không được vô lễ với đản tiên sinh. Hay là nói ngươi lại muốn bị đánh? Không không, không muốn. Bởi vì hành vi thất thố ở trong trận chiến với thiên biến ma nàng, bị Mạc Niên Khuyết và Mạc Tử An dạy dỗ một trận. Thanh Nguyệt, ngươi phải cẩn thận đó. Nếu không bị hầu yêu đá ra ngoài, làm đào ăn đó. Họ Phong kia, ngươi im miệng. Thiên biến ma nàng bản 2.0 vẫn đang lao nhanh không biết mệt mỏi. Cảm thấy chân lưng ngứa ngứa. Lại là tiểu trùng tử nào không biết sống chết. To gan dám làm phiền bản vương nghỉ ngơi. Thiên xà yêu vương. À, biểu tình của ngươi đột nhiên căng thẳng quá. Thiên biến ma lang 2.0 bị giết chết rồi. Đã có thể cảm nhận được vị trí hắn bị chết cách chỗ chúng ta không xa. Ta phải biết là ai động thủ, không cần biết có phải là ưng Thành Bằng hay không. Gần chúng ta đều có yêu thú cường đại tồn tại, chỗ này dù gì cũng là lĩnh vực của yêu tộc, phải thời khắc làm tốt ngụy trang. Tiểu hoàng đế, ba người các ngươi vẫn phải hóa trang. Lần này trông có thể không làm hầu tử hay không? Họ Phong kia, ngươi lại muốn giở trò gì? Được, ta không chơi với các ngươi, cho các ngươi vừa lòng. Thế nào, có phải là có cảm giác yêu tộc hay không? Cũng không tệ. Ông Hóa Vũ, ngươi cũng phải thay đổi tạo hình một chút, che giấu khí tức, tránh bị yêu tộc dưới trướng của ưng Thành Bằng nhận ra. Ân công ngỡ con ý. Hậu quả không tệ. Sau này ngươi dùng cái tên Anh Hoa Vũ làm tên giả đi. Anh Hoa Vũ, đây, biến màu là được rồi. Yêu thú nhận ra nhau chủ yếu là nhờ vào khí tức, chỉ cần giấu đi khí tức, biến đổi một chút bên ngoài đủ để lừa hầu hết tiểu yêu rồi. Ta cũng muốn biến chơi. Thôi đừng, dù sao cũng không có yêu nhận ra ngươi. Ta nói vậy rồi, sau khi về Thiên Thu Cốc, ta ngày ngày cùng ngươi biến chơi được không? Tiểu hoàng đế, truyền tống ta ra ngoài bảo vật đi. Phong huynh, một mình ngươi ra ngoài quá nguy hiểm, ta bắt buộc phải đi tìm hiểu tình báo của kẻ địch. Nếu kẻ địch quá mạnh thì ta bắt đầu chuồn thôi. Trừ khi là ta quá xui xẻo,
gặp phải mấy yêu vương. Các ngươi tìm một nơi dừng lại trước đã, ta đi rồi về. Yêu thú nhị trụy sử dụng chú tạo hóa huyền công có thể làm người đeo phù tản phát tán ra khí tức của yêu tộc. Các ngươi quả nhiên không chịu nổi xung kích khoan ra ngoài. Ơi, ta vẫn khá thông minh, ăn một chùy đi. Đầu hàng đi, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Tự cho mình là đúng. Các ngươi không chú ý, đến bây giờ là các ngươi bị bao vây hay sao? Vừa rồi dưới đất đã dùng thân thể bao vây bọn ta rồi sao? Tức chết ta rồi, bị bố trí một vòng rồi sao? Một người đẹp trai đi ngang qua đang xem các yêu vương loạn đấu. Đây trời má, là chiến đấu gì vậy? Con rắn lớn màu vàng đó chắc là thiên xà yêu vương đi. Mà bên trong hai đạo ánh sáng màu vàng đó cũng có khí tức cường độ gần bằng thiên xà. Nếu không nhìn nhầm, đạo ánh sáng màu vàng đó chắc chắn là kim bằng yêu vương Ưng Thành Bằng. Ta có hiện tại hoàn toàn không thể nào, không thể năng lực gia nhập vào chiến đấu của các cấp yêu vương. Nhưng mà nếu phải giúp đỡ Thanh Ninh và Ưng Hóa Vũ, rất nhanh sẽ phải đối mặt với đối thủ cấp yêu vương. Nhìn thấy trước mắt kia, chỉ nhìn thấy đại yêu thú ở trên phim truyện, hiện tại lại xuất hiện phải đối mặt với mình. Cho dù là lạc quan như Phong Hạ cũng không tránh khỏi lỗi bản năng sợ hãi của bản thân. Nhưng không hề nghi ngờ là chỉ cần có được quang đoàn thuộc tính của yêu vương, tu vi sẽ tăng cao. Với một tia không hề có khả năng thắng, nhưng bọn họ hiện tại đang quần đấu, ta có một chút cơ hội. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Dâu của ba đại yêu quái này, Phong Hạ ta muốn nhổ hết. Nhìn tư thế của bọn chúng, Ưng Thành Bằng và Nghiêu Đầu Nhân là một phe có rồi. Bị da rắn vây mấy tầng liền, không dễ phá ra. Báo lộ nó, ta trực tiếp chém đứt hắn xông ra ngoài. Châu ngô. Kim xà giáp lân của bốn vương, hắn là thứ ngươi có thể, nói chém là chém được. Nếm thử xà độc của bản vương đi. Ngươi nào yêu quá nơi nào, đến góp náo nhiệt cái gì? Con rắn thối nhà ngươi, ông có mắt hay sao, lớn như vậy rồi còn phun nước miếng lung tung, có tâm công đức hay không vậy? Rõ ràng là ngươi tự xông lên chứ. Không đúng, chúng xà độc của ta nháy mắt sẽ hóa thành tro cốt, sao ngươi lại không sao? Con rắn thôi phân tâm rồi, lão hiều nhân lúc này hỏng rồi, để bọn chúng chạy ra ngoài rồi, suýt chút nữa thì bị con rắn thối này tính kế rồi. Lão hiều đâm xuyên đầu hắn. Ngươi đang dạy ta làm việc. Kim bằng vạn lý thường, lôi nghiêu quan đỉnh phong. Đầu tại tiểu tử đột nhiên xông ra đó, nếu không bản vương sao có thể. Hồ, may mà còn giữ lại một hơi thở, thế chút nữa là không nhặt được đầu ngươi rồi. Hàng ra rồi, chắc là rơi ra không ít đồ tốt đi. Ta kháo, sao lại chỉ có một chút ít thế này? Thiên xà linh thể X1, xà thái chi thuật, lẽ nào là đường chuyển vận quá ít, đồ tốt không đến được ta nữa sao? Sớm biết nên bổ thêm vài bao, vài đao. Đại hạ kim bằng yêu vương Ưng Thành Bằng, dám hỏi các hạ tôn danh đại tính. Ta là Lô Nghiêu yêu vương Vương Nghiêu. Vương Nghiêu Mạnh, ngươi tên là gì? Nếu hai vị yêu vương thành tâm thành ý hỏi rồi, vậy thì tại hạ cũng không giấu. Ta là yêu trung ẩn sĩ tu luyện tinh thần chi thuật, tinh chi chiêm mốc sư tinh ba khắc. Đêm qua ta xem thiên tượng, biết được hai vị là người có duyên với ta hôm nay gặp lại, đặc biệt đến trợ giúp tương trợ. Tinh ba khắc, tại sao ta chưa nghe thấy bao giờ? Để ta dùng Ưng Vương chi nhãn nhìn một chút.
toàn thân trên dưới quả thật là đầy tinh thần. Phóng hạ dưới góc nhìn của ông Thanh Bằng: "Ồ, thì ra ngươi là Tinh Tinh à. Ta nói sao ngươi lại không sợ độc của thiên xà yêu vương đó chứ? Quả nhiên chỉ cầu đủ ô nhiễm. Cho dù là câu từ của Linh Tinh đến đâu cũng có hiệu quả khiến người tin phục." Tinh mẫu tính ra hai vị có yêu tinh chi tường, giúp hai vị vượt qua kiếp này, vẫn mong sau này trở thành yêu tinh, có thể nhớ ơn này của tinh mẫu. Nhưng sao ta cảm thấy vừa rồi rõ ràng ngươi tự mình đụng vào thiên xà yêu vương đấy. Nhiều ngu ngốc, không biết nói chuyện thì im miệng đi. Nếu không phải là tinh ma khác tiên sinh lấy thân ra đỡ, lấy bản thân ngăn độc xà của thiên xà yêu vương, ai chúng ta có lẽ đã bị độc xà của hắn bắn trúng. Hôm nay coi như là bản vương lợ tiên sinh một cái thân nợ, lợ tiên sinh một cái nhân tình. Không cần biết tinh ma khác này nói là thật hay giả, thân phận của hắn chắc chắn là không đơn giản. Lôi kéo hắn qua, sau này lại luyện thành hóa thần, địa vị trong yêu tộc của ta há chẳng phải là không thể lay chuyển rồi sao? Có điều tinh ma khắc tiên sinh, việc của thiên xà yêu vương vẫn chưa xong. Ngươi xem thi thể của hắn để lại, thi thể này đã không còn đồng tử, chính là một thể xác thiên xà yêu vương sử dụng để thoát lưu lại, bản thể đã chạy rồi. Con rắn thối đó chính là dùng chiêu này trốn thoát được vô số lần nguy cơ sinh tử. Nếu tinh ma khắc tinh thông chiêm bốc chi thuật, có thể tính cho bản vương một quẻ, kẻ địch thiên xà yêu vương đó của ta bây giờ chạy đi đâu rồi không? C. Vậy mà để hắn chạy rồi sao? Sao ta có thể tính ra thiên xà yêu vương chạy đi hướng nào cơ chứ? Ây, yêu vương đại nhân, ngài đây là đang làm khó tinh ma khắc ta rồi. Ngài có điều không biết, tinh thần đại diễn thuật tuy là pháp môn trí cao, nhưng vẫn chịu hạn chế của thiên đạo, không thể coi cho người mạnh hơn bản thân. Nếu muốn tính ra, còn phải nhờ yêu vương đại nhân giúp đỡ. Đến nửa đối diện với thiên đạo một chút, lừa dối thiên đạo làm thế nào? Rất là đơn giản, chỉ cần mời yêu vương đại nhân ngưng tụ thần thức, quyền lực không cần quá lớn, phát động công kích về ta, lại vờ bại dưới tay ta là được. Ngươi đang nghĩ cái rắm, ta đường đường là yêu vương sao lại không vấn đề? Anh tiên sinh, bốc thiên tính mệnh đây là mượn, bại dưới tay ngươi đây là trả, có mượn có trả lại không có cho. Chả cái quỷ à, bằng đấy tuổi mượn tiền mới là đại gia được không? Vậy mời yêu vương đại nhân ra tay trước đi. Chết tiệt, ngươi ra tay quá nặng rồi đi. Ta chẳng qua chỉ muốn thăm dò một chút thực lực của tiên sinh mà thôi. Ây, tinh ma khắc tiên sinh bị người đánh thành nhục tiêu rồi. Phóng hạ lấy tên là tinh ma khắc, muốn đào hố hai yêu vương, lấy tinh quang làm thuộc tính. Nhưng mà mẹ nó, con chim chết tiệt người ra tay nặng quá rồi, đánh tinh tiên sinh thành huyết tương rồi. Tinh đạo hữu không sao? Yêu to gọi nhỏ còn ra thể thống gì? Không sao cái gì, mở to mắt chim của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Phần của tinh đạo hữu cũng bị ngươi. Ngươi im miệng đi, ngươi nhìn lại xem. Ây, kim bằng tiểu vương ra tay nhanh quá, tinh mẫu suýt chút nữa là không phản ứng kịp. Hổ thẹn hổ thẹn. May mà vừa rồi có được thuộc tính xà thoái, nếu không là tình nặng xác ở nơi hoang vu này rồi. Uầy, thật sự là không sao. Hắn vừa thi triển thiên phú thần thông của thiên xà yêu vương, tinh ma khắc này nhất định là phải làm thành hóa thân của ta. Con chim thối này đợi ta hút đủ thuộc tính là đánh nát hoa cúc của ngươi. Kim bằng yêu vương đại nhân, ta bắt đầu đây. Đau tay quá, thân thể của yêu vương sao lại kiên cố như vậy? Tinh huynh đệ, bây giờ có thể nói cho ta biết thiên xà yêu vương chạy đi đâu rồi chứ? Thiên xà yêu vương có thể chạy trốn khi bị hai yêu vương tập kích, thật sự là nằm ngoài dự liệu. Thêm vào việc đổ tội cho hắn, có lẽ rất nhanh sẽ bị bạo lộ. Kim bằng yêu vương, ngài tìm thiên xà yêu vương để báo thù đi. Nhưng bói toán của tinh thần lại nói với tinh mẫu rằng kẻ thù của người không phải là thiên xà yêu vương. Sắp đến yêu vương đại hội, tinh lực bây giờ của ngài không nên đập vào loại người không có uy hiếp như thiên xà yêu vương. Cái gì, không phải hắn, vậy rốt cuộc là ai? Thằng tử này tiêu diệt hai hóa thần của bản vương, huyết thải thâm thù không thể nào không báo. Bản vương nhất định là sẽ chóc ra chóc xương của hắn. Ta bấm ngón tay tính, người xấu này
không phải là thuộc yêu tộc mà là nhân tộc. Nhưng hắn lại không phải là người của đại lục này, mà là từ phương đông xa xôi đến. Phương đông, chẳng lẽ là người của Đông Hoàng đại lục Nam? Đáng chết! Nếu thật sự là cường giả Đông Hoàng đại lục Nam, vậy há chẳng phải là bản vương chỉ có thể chịu thuộc thoại thôi sao? Nhưng bọn chúng tại sao lại gây chuyện với ta? Đông Hoàng đại lục thì ra thế giới này cũng không chỉ có một đại lục à? Nghe ngữ khí của chúng, nghe ngữ khí của chúng, người bên đó khá là mạnh, bị ta đánh lung tung đánh chúng rồi sao? Ồ, cái tội này cuối cùng cũng tạm thời đã đi được rồi. Linh huynh đệ, lợi hại quá. Linh huynh đệ, ta cũng muốn coi một phần, ngươi cũng đánh ta một trận đi. Đánh tự nhiên, đừng khách sáo. Nào huynh đệ, thử kê đến đánh ta đi. Vậy Tinh Mộ cung kính không bằng tuân mệnh rồi, mau động thủ đi. Gia hỏa này còn cứng hơn nữa, toàn thân đều tê rồi ấy. Ồ, ta bị đánh bại rồi, ta chết rồi. Chiến kình cũng quá con mẹ nó lợi hại đi. Ảnh đế không phải là ngươi không được. Bôn lôi thần thông, quỷ nghiêu huyết mạch. Ơi, không ngờ như vậy cũng rơi ra quang đoàn. Cơ chế phán đoán của thuộc tính dị năng này, công kích đối thủ, cho dù đối thủ giả vờ nhận thua cũng được. Đông kiều này quá dễ nhổ rồi. Không biết là Lô Nghiêu Vương muốn nói chuyện gì. Ta muốn thay con trai của ta Nghiêu Phấn coi nhân duyên. Nghiêu Phấn nhà ta mệnh khổ vì kết thân với cô nương mà mình yêu, nguyện từ bỏ thân phận thiếu chủ, đến cửa làm con rể nhà Ưng gia, chịu đủ các yêu thương coi thường. Nhưng không ngờ kết hôn chưa thành, cô nương này đã mất rồi. Tính ba các huynh đệ, ngươi mau tính xem Nghiêu Phấn con trai của ta bao giờ mới gặp được nhân duyên tốt đây. Ông Hóa Vũ, sinh tử chưa rõ, ngươi đã thay con trai, xấu nhà ngươi tính nhân duyên mới rồi. Ngươi có để Kiêu Mưng yêu vương ta vào mắt hay không? Đạo Ngưu ta con mẹ nó, sao lại không thể thay con trai ta tính nhân duyên? Kiêu Mưng Hóa Vũ nhà ngươi cũng không thấy đâu nữa rồi. Con chim già nhà ngươi vẫn còn muốn con trai của ta ở vậy cả đời hay sao? Cho dù con gái của ta còn sống, Ngưu Phấn nhà ngươi cũng đừng hòng mong vào được cửa nhà Ưng gia ta. Không phải chứ, ông Hóa Vũ cô ấy suýt thành thân với một con trâu. Thằng cha tồi, Ưng Thành Bằng này cũng quá hố con gái đi. Không được, ta phải thoát ra quá kiều hoa Ưng Hoa Vũ khỏi bãi phân trâu đó mới được. Con rể này, con trai ta cũng không làm cũng thôi. Ngươi có muốn cũng không có cơ hội đâu. Hai vị yêu vương xin hãy nghe ta nói một lời. Duyên phận trời định, Lôi Nghiêu yêu vương, con trai người cùng con gái của Kim Ưng yêu vương vô duyên, nhưng hắn ta nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về bản thân hắn. Phải nhớ hợp mới là tốt nhất. Huyền diệu của tinh quang đạo pháp của ta đã truyền đạt hết cho hai vị rồi. Chúng ta có duyên gặp lại, ngày sau ắt sẽ gặp lại. Tinh huynh đệ nói con ý, con trai của ta cường tráng như vậy, còn phải lái xe lớn, ở cùng một chỗ với con chim nhỏ nhà ngươi căn bản là không thích hợp. Không hổ là tu luyện tinh thần chi lực của tu hành giả không đơn giản. Hôm nay thật sự là gặp được cao nhân rồi. Ông rồi, quên đem tinh ba khác làm thành hóa thân rồi. Tinh ba khác lúc này đang lấy tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Nhân lúc bọn chúng vẫn còn đang mê mẩn, mau chuồn. Thiên xà yêu vương nhếch nác dùng xà thoái tránh về phòng động, tránh về trong động. Cơ thể không chỉ nhỏ về bằng rắn bình thường, còn bị trọng thương. Ây, thiên xà yêu vương đại nhân, ngài vẫn ổn chứ? Đừng giả bộ thông minh nữa. Đừng tưởng bản vương không biết, ngươi vẫn luôn ngấp nghé vị trí của bổn vương. Ngươi là bộ hạ của ta, cơ thể này cho ta mượn dùng đi. Thiên xà yêu vương đèn cạn dầu, cưỡng chế cướp đoạt từ hồ yêu. Mất đi thân thể kim xà, vị trí yêu vương ắt mất. Bổn vương nhận, nhưng mà Ưng Thành Bằng, Ngưu Mang, còn có tiểu quỷ đó, ta phải kéo các ngươi cùng xuống địa ngục. Trực tiếp lấy mạng của tiểu tử đó.
khiến Giáo Yêu Vương đoạt thân thể của hồ ly, hết tốc lực truy tìm khí tức của Phong Hạ, mượn thân thể của hồ ly để ám sát. Khí tức của tiểu tử đó ở hướng này. Có rồi. Ngươi nói là ngươi đi ra lâu như vậy là giao phong với hai yêu vương rồi. Sao có thể? Ta chẳng qua chỉ trò chuyện với bọn chúng, thuận tiện học một chút công pháp. Như vậy không phải là nghe càng biến thái hay sao? Thời gian không đợi người, mau về trong pháp bảo của tiểu hoàng đế đi. Vị trí yêu vương đang vẫy tay với lão đường rồi. Xuất phát. Không ngờ còn có hai đồng bọn ở đây. Có điều hai nữ yêu này rất là ngu ngốc, không cần phải kiêng kỵ, trực tiếp lấy mạng của tiểu tử này. Điều thiên xà yêu vương không biết là Phóng Hạ có được thiên xà linh thể, năng lực đối cảm ứng với động vật đã đạt bậc cấp yêu vương. Tập kích là ai không rõ, ta vô thức cả nại rồi. Không những phát hiện tập kích của ta, còn hóa giải độc công của ta. Làm thế nào mà làm được vậy? Đúng, nhất định là thân thể hồ ly này quá yếu, độc tính không thể so sánh được với bản thể của bản vương được. Vậy thì tập kích đồng bọn của hắn, phân tán được chú ý của hắn, sau đó một kích đoạt mạng. Kẻ địch di động rất nhanh, ở đâu? Hai nữ nhân này lập tức thất khiếu chảy. Y phục sao lại? Phong Hạ dùng linh lực làm thành ô trước đó an toàn vô sự. Này, ngươi có thể biến ra ô, tại sao không che cho bọn ta, có phải cố ý hay không? Cố ý đó. Đâm mù mắt đi. Phi nệ chứa nhìn. Sao bọn chúng cũng không sao? Đám gia hỏa này là thần thánh phương nào? Độc xà. Phong Hạ ăn độc quang đoàn như ăn cơm. Nhàn nhẹn độc. Ta bắt được gia hỏa xấu đó rồi. Loại tiểu yêu thích phá rối này, lão lương thật sự là phải dạy dỗ một trận. Là sao, chiên, ấp hay là kho đây? Ấu lương, thanh ninh để đó cho ta. Mấy ngày trước thiên xà yêu vương chạy thiếu quá nhiều lông cừu, bây giờ nhỏ một sợi cũng không thể thiếu. Tuy không biết là một hồ ly như ngươi tại sao lại có thể phun độc, nhưng mà cảm giác này giờ vào có thể làm một chiếc khăn choàng cổ cho ấu lương. Này, sao ngươi còn cắn ta, còn cắn người nữa? Lần trước cách quá xa, lần này ta cắn tận miệng. Bổn vương không tin lần này vẫn không diệt được ngươi. Ý, thân thể của hắn ta bị độc xâm phạm rồi. Bổn vương sao có thể bị độc giết chết? Mẹ nó, sao đột nhiên lại chết rồi? Ta còn chưa động thủ mà. Phong Hạ trường kỳ hấp thụ quan đoàn thuộc tính độc tính cực cao của hai yêu thú, tính kháng độc và độc tính ở trong người còn mạnh hơn cả yêu thú có độc. Thiên xà yêu vương mượn mồm của hồ ly truyền độc tố vào trong người của Phong Hạ, hỗn hợp với độc tính ở trong người của Phong Hạ, hình thành nên kịch độc bị thôn phệ. Độc tính đẳng cấp này căn bản không phải là thứ mà thân thể hồ ly có thể chịu được. Chút nông kiều này cũng không cho ta nhổ, cũng quá keo kiệt đi. Độc tố X-233 bánh ghép bất thành thân X-66 kim lân xà mạch X-648 bách chiết bất não 111 lần xà vương linh 328. Ôi mẹ ơi, đây đều là quang linh lung tung gì thế này? Hồ ly này lại có chứng ngại nhận thức, thật sự là đem bản thân coi thành xà rồi. Hoặc là nói đây là hệ thống bồi thường trước đó thiên xà yêu vương phát phần thưởng quá ít. Thật sự là phá ra chi phúc hoàn toàn dựa vào hệ thống che chở à? Thật sự là ngựa được sắp đặt, rơi đất một ngày. Bên ngoài 10 dặm yêu đô, xung quanh vị trí tượng khắc thập đại yêu vương, những tượng khắc này dựa vào được một phần tinh thần của yêu vương để chấn sợ vạn yêu. Tượng khắc của thiên xà yêu vương vỡ rồi, thiên xà yêu vương chết rồi. Không ngờ thiên xà yêu vương thậm chí còn không chống đỡ được đến yêu vương đại hội. Trước khi định ghế ngồi của thập đại yêu vương, không thể ít đi gió tanh mưa máu. Một vị yêu vương đột nhiên bạo chết, khiến cho cả yêu đô vì đó mà kinh ngạc. Nhưng đối với những cường giả mới nhìn chằm chằm vào vị trí của yêu vương mà nói, đây càng là thời khắc thay trời đổi đại.
Ai, trực tiếp nhảy ra một vị trí trống. Thật đáng tiếc à, kẻ chết là thiên xà yêu vương yếu nhất. Vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn. Thiên xà yêu vương ở vị trí không thuộc về hắn quá lâu rồi. Yêu giới lên đổ trời rồi. Vậy mà không có ai biết thiên xà yêu vương chết tức tưởi thế nào, bao gồm cả phong hạ đã giết hắn ta. Các người lại ra ngoài lâu như vậy, bị Ưng Thành Bằng nhìn thấy rồi sao? Anh Hoa Vũ cô nương, ta cảm thấy chuyện này có chút nguyên nhân khác. Có điều phong trưởng giáo người cũng có chút quá sơ ý rồi. Hiện giờ bên ngoài rất là nguy hiểm. Bệ hạ, người nào não xà bì, nhưng đừng có đem theo ta. Phong trưởng giáo, trẫm hiểu người. Trẫm có thể làm một căn phòng trong pháp bảo cho các người. Các người không có vấn đề, lần sau không cần mạo hiểm ở bên ngoài. Đã nói là không phải như ngươi nghĩ mà. Chuyện này đừng có nhắc lại nữa. Bệ hạ, người lái xe của người cho tốt là được. Tăng tốc xông đến yêu đô đi. Họ Phong kia, sao ngươi dám hạ thủ với bệ hạ? Nghĩa nào, đây là cường nhân, cường nhân tỏa nam mà phong trưởng giáo nhắc đến hay sao? Hai vị yêu vương yên tâm, bốn thánh tử tự sẽ nghĩ cách tìm ra tinh ba khác. Yêu Thánh Điện, nơi ở của thánh tử yêu tộc. Lôi Nghiêu yêu vương, Kim Bằng yêu vương, nguyên thủ giết chết thiên xà yêu vương, hai vị thật sự là bản lĩnh lớn à. Hiện nay cả yêu quốc độ đều yêu tâm hoang mang. Thánh tử điện hạ, lão Nghiêu ta và lão Bằng là đánh nhau một trận với thiên xà yêu vương, nhưng mà thiên xà yêu vương hắn nột xác chạy rồi. Cái chết của hắn không liên quan gì đến ta. Thiên xà yêu vương đó xông vào hạ thủ với hai bọn ta, vẫn may có cường giả tên là Tinh Ba Khắc giúp đỡ. Nếu không hai chúng ta hôm nay không gặp được thánh tử điện hạ rồi. Điện hạ nếu như không tin ta thì tìm Tinh Ba Khắc đó đến hỏi hắn đi. Nhiều lời có thể giúp đỡ được người. Dưới độc công của thiên xà, Tinh Ba Khắc này chắc chắn là cảnh giới bất phàm. Thánh tử của yêu tộc, người thừa kế yêu hoàng Khâm Định, ứng đạo nhất. Hắn là nhân sĩ nơi nào, bây giờ đang ở nơi đâu? Chúng ta có tìm Tinh huynh đệ rồi, nhưng hắn ta hành tung bí hiểm, căn bản là không tìm thấy. Tinh huynh đệ đó là một cao nhân, hắn tinh thông thuật tính mệnh, con gái của lão Ưng bị hại, chúng ta vốn tưởng là thiên xà yêu vương làm. May có Tinh huynh đệ chỉ điểm bất mê, chúng ta mới biết được chuyện này là do nhân tộc của Đông Hoàng Đại Lục làm. Còn có, đau chết ta rồi, điện hạ cũng không hỏi ngươi những cái đó. Lão Ưng ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng hay sao, dẫm ta làm gì? Quan Châu ngu ngốc này căn bản là không quản được cái miệng. Hiện tại thánh tử cũng đã nảy sinh với hứng thú với Tinh Ba Khắc, ta sao có thể biến Tinh Ba Khắc thành hóa thân nữa? Nếu nói tiếp nữa thì có khi sẽ lộ chuyện tự ý luyện hóa thân ra mất. Yêu vương tự hạ luyện chế hóa thân tiến vào yêu hoàng lăng là đại kỵ. Đến lúc đó đừng nói là não yêu hoàng tìm cơ duyên đoạt vị trí quốc chủ vạn yêu quốc độ nữa, thánh tử sợ rằng sẽ lập tức giết chết ta. Tin tức của Lôi Nghiêu yêu vương rất là có giá trị. Nếu như thật sự là có cường giả nhân tộc của Đông Hoàng Đại Lục đến, vậy thì cẩn thận vẫn hơn. Lần yêu vương đại hội lần này đừng làm cho nhân tộc tham gia nữa, tránh chọc vào họa gì, dù gì không phải tộc loại ta sẽ có tâm tư khác. Hai vị yêu vương yên tâm, bốn thánh tử tự sẽ nghĩ cách tìm ra Tinh Ba Khắc này. Các ngươi lui xuống đi, quay về nhớ báo yêu đem hình vẽ của Tinh Ba Khắc đến đây. Vâng. Yêu đầu thành. Nhóm người Phong Hạ ở trong pháp bảo. Nhiều yêu xếp hàng như vậy, yêu đô thành này sắp bằng tiệm hot rồi. Bằng hoàng điện tử hay Mạc Tử An siêng năng học từ mới. Ta quay về rồi. Anh Hoa Vũ, yêu đô thành hiện giờ là tình hình gì? Yêu hoàng còn dài hơn cả thiên xá yêu vương đó. Yêu đô giới nghiêm rồi, bất kỳ yêu tộc nào ra vào đều phải bắt buộc tiếp nhận kiểm tra. Càng hỏng bét đó là thánh tử hạ lệnh tất cả nhân tộc không được vào thành, kẻ vi phạm sẽ hành quyết ngay tại chỗ. Nhân tộc không được vào trong, yêu hoàng năng ở trong yêu đô thành, nếu như không vào được thì không đi yêu lăng được rồi. Thánh tử yêu tộc này đột nhiên là chỉnh cái gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhân trời tối bay vào hay sao? Yêu đô thành là nơi có tiếng hạn chế phi hành, yêu tộc nào dám bay ở trên đầu của yêu hoàng?
Trên tường thành tất cả đều là cung thủ tinh anh, cho dù là ẩn thân cũng không giấu được bọn họ. Tạo hóa huyền công mới thăng cấp của ta, may mà có thể lừa được những yêu tộc đó thông qua kiểm tra. Tiểu hoàng đế, anh Hoa Vũ, hai người các ngươi theo ta đến cửa thành thăm dò một chút. À hạ, ta cũng. Ngươi ngoan ngoãn ở lại chiến xa, ngàn vạn lần đừng chạy linh tinh, ta sẽ đem đồ ăn ngon về. Vậy ngươi phải sớm trở về nhé. Thủ vệ đại ca, bên trong này là một số linh bảo, xin ngươi nhận lấy. Đại ca, ngươi có thể nói cho tiểu yêu biết cửa thành xếp hàng dài như vậy là tình huống gì không? Bọn ta đi một đường đã mệt đến sắp không ổn rồi, đại ca có thể thông dung một chút để chúng ta đi vào. Tiểu điểu yêu này thân hình thật là đẹp, chỉ là hai tên nam yêu mặt thối này quá sắt phong cảnh rồi. Phong hạ nhìn ra ánh mắt ghét bỏ của hầu tử. Mặc Niên Khuyết gần đây cứ nhìn thấy hầu tử liền theo bản năng sinh ra phản cảm. Mấy người các ngươi là ở dưới quê lên đúng không? Yêu đâu thành xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết. Thiên xà yêu vương bị giết rồi, yêu tộc thủ hạ của hắn bị đập rồi. Bất cứ thánh tử đại nhân nào làm chủ đời công đạo lại thay bọn chúng. Thánh tử vì để làm yên lòng chúng yêu nên đã hạ lệnh phong thành, là để tránh cho thủ phạm vào được yêu đô. Thiên xà yêu vương chết rồi, tiểu thiên tài nào làm vậy? Thiên xà yêu vương đó là một trong thập đại yêu vương, cuối cùng là vị cường giả nào đánh bại hắn vậy? Có lời đồn nói là nhân tộc ở Đông Hoàng Đại Lục làm, có điều cũng có tin đồn nói là cao thủ tên là Tinh Ba Khắc đã làm. Mẹ nói chứ, đây là ta sao? Bức tranh phong hạ nhìn thấy hiện giờ đã truyền khắp yêu đô, do Lôi Ngưu yêu vương dựa vào trí nhớ để vẽ ra. Ông Thành Bằng vì để tránh Tinh Ba Khắc bị người khác phát hiện, cố ý vẽ theo chiều hướng kỳ quái. Này lão ưng, ngươi nhòm ngó gì đó, ta vẽ có đúng hay không? Răng đen hơn một chút. Phù, yêu binh đó không phát hiện dị thường, xem ra tạo hóa huyền công của ta đủ để che giấu được dược yêu tộc, thật sự là đáng mừng. Được rồi, hỏi xong rồi thì xếp hàng đi, các ngươi nghe rõ cho ta. Tất cả yêu đều phải thông qua kính chiếu yêu để kiểm tra mới có thể vào yêu đô thành. Dù có khí tức của ngươi rất là kỳ quái, trước giờ ta chưa từng người thấy bao giờ. Ơi, có thể là bởi vì ta khá là thiểu số đi. Nhã nào là tộc khi hữu giao long tộc gì đó. Không sai, lão ca ánh mắt tốt thật, ta chính là giao long tộc. Không tin ngươi xem. Chính là vì giao long tộc quá ít, bình thường ta đều giấu sừng giao đi, khiêm tốn hiểu không? Ơi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giao long tộc sống, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vậy đại ca có thể mở cửa sau cho bảo vệ động vật quý hiếm ta hay không? Đi xếp hàng chiếu kính. Tại sao thần sắc lại căng thẳng như vậy? Nhẽ nào là trong lòng có quỷ? Quá lâu không đến lục địa, lóng quá. Vậy thì thành thật một chút tiếp nhận điều tra. Thông qua người tiếp theo. Nhìn kỹ một chút thì tiểu yêu nữ này dường như có chút giống bộ hạ của Kim Bằng yêu vương. Không đúng, khí tức khác quá nhiều, sao có thể? Giao Long huynh đệ, đến ngươi rồi. Ma kính, ngươi xóa nhất. Làm việc tốt, tha cho ta một lần đi. Đóng rồi, giấu không nổi rồi. Chuẩn bị rút. Yêu bay đâu, bao vây hắn lại. Lại xảy ra vấn đề gì nữa đây? Ý. Không phải, ngươi hoảng cái gì? Ta cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như này. Có thứ gì đó xông ra rồi. Giao Long tộc chi vương Giao Thanh Đồ ở đây. Giao Long tộc, bọn họ lâu lắm không xuất đầu lộ diện rồi, tại sao lúc này lại đến? Kinh rồi, không ngờ lần đầu đến Vạn Yêu Vương quốc độ lại gặp được loại yêu thú lợi hại như thế này. Bởi vì nhìn thấy thiên xà yêu vương nên Phong Hạ không hề cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trong lòng nội tâm của Phong Hạ bây giờ, ông trời của tôi ơi, ta rõ ràng đã chọn một thân phận khó bị vạch trần nhất. Sao nên cái là đụng phải chính chủ rồi đây? Hung thủ diệt tộc nhân ta, bổn tọa tuy không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nhất định là trốn trong ở yêu đô.
Giao Long tộc bị diệt môn rồi. Giao Long tộc hành tung thần bí, loại chuyện lớn như vậy mà lại không ai hay biết. Nhưng cho dù là thập đại yêu vương đến đủ, cũng khó diệt được Giao Long tộc. Cao thủ này vậy mà lại ẩn nấp ở trong yêu đồ. Thù diệt tộc, hận vong tộc. Hôm nay bản tọa khiến ngươi trả giá. Ngươi còn không ra, bổn tọa sẽ khiến cho cả yêu đồ đào lên ngàn thước, xương cốt thành tro. Đủ rồi. Giao Thanh Đồ, tính cách thẳng thắn này của ngươi không thay đổi chút nào. Ngươi đến kẻ thù là ai cũng không biết, sao phải chút giận nên sinh linh vô tội ở đây? Yêu tộc Đại Tiên Tri, sao lại đến một gia hỏa nhìn rất là lợi hại? Mỗi khi đến lúc này, ta liền khiến người ta hoài niệm các bảo kinh nghiệm ở Thiên Thu Cốc. Yêu tộc này sao từng người đều là mở máy cũng không đánh lại thế này? Phong trưởng giáo, người đây là đi làm gì? Còn có thể làm gì? Người cho đường đặt ra. Đây chính là mau chạy. Nê Căn Nỗ đại đầu, bổn tọa có thời gian nói chuyện cũ với người. Cách có hiệu quả nhất đó là dùng cả yêu đô này làm uy hiếp, ép các người giao người ra đây. Theo đuổi cách hiệu quả nhất, tác phong của người vẫn là không thay đổi chút nào. Có điều, ai nói Đông Hải giao tộc các người bị diệt vong hết rồi? Đại Tiên Tri, Đại Tiên Tri, chỗ này có một hậu nhân của Giao Long tộc. Mẹ, ngươi xem ta nói gì? Ngươi là huyết mạch của chi nào? Hóa hình của Giao Long oán niệm, Giao Thanh Đồ. Đặc trưng trên người của ngươi, bổn tọa cũng không phân rõ được ngươi là ở phân tộc nào ở trong Giao Long tộc của ta. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp được Giao Long tộc tỷ tỷ. Trừ hai cái sừng ra thì ta nào có biết còn đặc trưng gì nữa. Ta không phải là Giao Long tộc. Ân oán sinh tử các ngươi không liên quan đến ta. Nhưng đám yêu thú này cũng đừng nghĩ muốn dùng ta làm lá chắn. Ai, bổn tọa biết rồi. Ngươi là tư sinh tử, bị tộc ta loại bỏ tộc tịnh đi. Tạo hóa chiêu long, tạo hóa chiêu long à. Gia hỏa lợi hại, đây là đẳng cấp khởi nghiệp, đọc hiểu lý giải gì đây? Bất luận ngươi có nguyện ý nhận hay không, trong người ngươi cũng chảy huyết mạch của tộc ta. Ngươi là hy vọng cuối cùng phục hưng Giao Long tộc, truyền thừa của Đông Hải Giao tộc, ngươi bắt buộc là phải kế thừa. Sao lại thay đổi nhanh như vậy rồi? Ngươi không phải là muốn báo thù hay sao? Ta còn chưa đồng ý với ngươi đâu. Bởi vì điều đó có hiệu quả hơn là đi tìm kẻ địch không mục đích. Ổn định lại Giao Thanh Đồ giao cho ngươi rồi. Giao Hỏa Nhân tộc, đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Ta còn tưởng rằng hôm nay là ngày cuối cùng của yêu ta rồi cơ. Không biết là hậu nhân của Giao Long tộc đó sẽ bị đưa đến đâu. Mọi chuyện xảy ra quá là đột ngột, giống như là tiểu thái giám ở trong cung thích xem văn học hành lễ đường vậy. Chấm có chút theo không kịp tiết tấu này rồi. Chúng ta có đuổi theo hay không? Chấm cảm thấy không cần nữa. Theo hiểu biết của chấm với phong trưởng giáo, lần sau lúc gặp phong trưởng giáo, hắn và Giao Long đó có khi đã trở thành tỷ đệ kết nghĩa rồi. Ý, nơi này là nơi quái quỷ nào? Tại sao lại lạnh như vậy? Đây là hàn đàm ngàn năm. Tuy lạnh nhẽo thấu xương, nhưng mà có kỳ hiệu với giải tỏa mệt mỏi, trị liệu vết thương. Như vậy, nước này trắng quá. Ồ đúng rồi, nước này lớn thật đấy. Người trẻ tuổi không cần tránh né. Thân phận tự sinh của người, bổn tọa không để ý. Hiện giờ hiện nguyên hình của người, cho bổn tọa xem. Sao người lại nhỏ như vậy? Tạo hóa huyền công, dựa theo khống chế tạo ra huyết nhục, chỉ có thể tiến hành biến huyễn trên cơ sở đã có huyết nhục. Hiện nguyên hình của người ra, cho bổn tọa xem. Nguyên hình, ta lấy đâu ra nguyên hình? Nhưng mà nếu như không biến một cái làm cho cô ta vui, sợ rằng ta ra không sống sót ra khỏi hàn đầm này. Ta biến. Phong Hạ sử dụng tập háo huyền công, ý đồ biến thành tạo hình Giao Long qua la qua ải. Nhưng đồng thời, Phong Hạ phát hiện ra một tai họa lớn của tạo hóa huyền công. Sao ngươi lại nhỏ như vậy? Tạo hóa huyền công không thể dựa không chế tạo ra huyết nhục, chỉ có thể tiến hành biến huyễn trên cơ sở đã có huyết nhục. Vốn nghĩ nếu hôm nay ngươi thành khí đến thế giới khác tìm 8 con,
10 con giao long nữ để tiếp tục huyết mạch của tộc ta. Nhưng người còn nhỏ như vậy, chỗ nhỏ bé đó có chút là quá ngắn nhỏ đi. Lão mẫu 6 người nói ai ngắn nhỏ đó? Làm sao có thể giết không thể nhục? Ta không cần truyền thừa tắm chó gì đó của ngươi. Ây, ta có thể hiểu, ngươi từ nhỏ đã không ăn khớp, đem đến cảm giác tự ti. Ngắn nhỏ như vậy, không có nữ giao long nào nguyện ý làm bạn với ngươi đâu. Vậy tỷ tỷ người thương xót cho ta đi, để ta đi đi. Ta còn phải đi yêu hoàng năng nữa. Yêu hoàng năng, bổn tọa sao lại quên nơi này đây? Đến nơi đó lấy được chí bảo mộng mỹ, yêu cầu yêu thú, nói không chừng có thể trị được bệnh ngắn nhỏ này của ngươi. Nếu ngươi đã suy nghĩ cho ngắn nhỏ của ta như vậy, vậy thì ta quay về đây. Không cần tiễn ta, bye bye. Chậm đã, trước khi ngươi đi bắt buộc là phải tiếp nhận truyền thừa của giao long tộc ta. Tỷ tỷ đừng nói phóng điện, ta sẽ xảy ra chuyện đó. Ta nói chúng ta không thể thương lượng đàng hoàng hay sao? Có thể đừng ép mua ép bán hay không? Bổn tọa sẽ không chiếm dụng bao nhiêu thời gian của ngươi đâu. Tất cả truyền thừa bổn tọa đều sẽ giao phó cho ngươi. Có thể nắm bắt được bao nhiêu thì hoàn toàn phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Lý Nại Thế chủ nhiệm đã chiếm dụng không biết bao nhiêu tiết thể dục của ta. Đây là đạo cụ cường giả trong giao long ta tu luyện, long đồ. Trong ghi chép lịch sử tiến hóa của giao long tộc, trong long văn bao hàm huyền bí từ yếu đến mạnh của giao long tộc ta. 10 loại đẳng cấp độ khó tuần tự. Bổn tọa nắm giữ độ khó để ngươi dùng phương pháp có hiệu quả nhanh nhất để tiến bộ. Chiến thắng tấm long đồ này, tự nhiên sẽ đạt được truyền thừa của giao long tộc. Điều tiết độ khó để dần dần luyện cấp. Vậy không phải là giống như neo phó bản ở trong game hay sao? Nếu như là trò chơi công được thì vậy thì còn đang chơi. Bổn tọa dùng độ khó sơ học giả để ngươi làm quen. Chuẩn bị xong chưa? Độ khó của sơ học giả chính là cửa dạy học. Đến đi. Mẹ nó, ngươi đây gọi là dạy học tân thủ hay sao? Tuy nước tập đoàn long ảnh này xông qua rất là dọa người, nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, cường độ của mỗi long ảnh này thật ra rất là nhỏ yếu, rất phù hợp với độ khó sơ học giả. Vậy thì một ngụm khí. Đồ vật nhỏ, tuy ngươi rất là ngắn nhỏ, nhưng mà xung kình ngược lại ngoài ý muốn lớn à. Ngươi còn nhắc cái này nữa, ta sẽ liều với ngươi. Độ khó sơ cấp có nhiều thuộc tính như vậy, vậy một đường đánh lên thì há chẳng phải là... Là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Độ khó sơ cấp không xứng với ngươi. Trực tiếp nhảy 5 cấp độ khó đi, như vậy càng có hiệu quả. Rốt cuộc ngươi đang vội cái gì? Nhẽ nào chưa từng học từ dục tốc bất đạt hay sao, tiền bối? Ngủ lâu quá đi, đừng ra ngoài lúc này chứ. Ơi, không phải ngươi gọi ta ra rồi sao? Lên đi, giết chứ không đúng, đồ long đao. Đầu tử thối, ngươi gọi long hồn ở đâu tới đây vậy? Kiếm, hồn đối hồn, phân hồn của não tổ hôm nay át chết không nghi ngờ rồi. Dù sát chưa đau, có lẽ là có một phần được chiến đấu. Lên đi, sát chưa, không đúng, đồ nông đao. Ia. Tăng thêm đẳng cấp cũng không có, cũng không khó lắm mà, phù phù. Tiền bối mở mắt ra đi, đã không sao rồi. Không sao rồi. Tuổi tác này đã có thể đối kháng với trung đẳng vạn long đồ thương. Tư sinh tự của tộc giao năm người, vậy mà là thiên tài không thể xuất. Ngươi rốt cuộc là có kỳ ngộ gì mới có thể mượn rượu nguyên đan cảnh có trình độ tu vi như vậy? Nếu ngươi đã thành tâm hỏi, lão tổ liền tốt bụng giải đáp cho ngươi. Điều thứ này là ta dạy ra. Kỳ ngộ lớn nhất của hắn chính là lão tổ ta. Ngươi nửa điểm minh lực cũng không có, dạy hắn. Tiểu giao long ngươi dám coi thường lão tổ ta? Khi lão tổ chấp trưởng Tam Thánh Điện, tiểu giao long ngươi là còn chưa ra đời đấy.
không biết tự lượng sức. Tiểu quỷ ngươi còn dám mạo xưng là Thần Hải lão tổ, chấp trưởng Tam Thánh Điện. Nói cho ngươi biết đi, lão nhân gia đã bị vô quan nhốt vào cốc địa thần bỏ đi rồi, không thể có cơ hội xuất hiện ở đây được. Đừng nhắc lão đông tây vô quan đó với ta. Tiền bối, yêu giận. Mẫu giao này lớn tuổi, rồi đầu óc không dùng được. Người đại nhân đại lượng đừng tính toán với cô ta. Lão tổ thấy cô ta cũng không có mấy ngàn sống tốt, không tính toán với cô ta. Không còn sống mấy ngày ý gì đây? Ý nào đều như vậy, rất không có hiệu suất. Truyền thừa của bồn tọa vẫn chưa kết thúc đâu. Vạn năng đồ giải phóng hoàn toàn. Tiền bối chơi lớn rồi, người không có việc gì chọc nữ nhân này làm chi? Linh lực này nhìn giống là người sắp nhìn giống người sắp chết hay không? Tiểu tử thối, còn không mau nghĩ cách, hiện tại là lúc than trách hay sao? Vạn năng đồ trung cấp đã tiêu hao tốn cả linh lực của ta, bây giờ đến phương thức thập cấp, ta cũng căn bản là không chống đỡ nổi. Ngươi thiếu linh khí, không phải trong đầm này vẫn có sẵn hay sao? Ấy tiểu tử, hàn đầm này ngưng tụ khí linh thần cấp là chí bảo không có nhiều, ngươi chỉ cần dùng phù mộng tâm sinh quyết mở linh chi cảm ngộ đại đạo liền có thể hấp thụ chúng. Tiền bối đáng tin cậy à? Kết hợp thêm thuộc tính huyền năm vừa có được. Đao tâm linh tràng huyền năm mô thức. Vũ hồ bay lên. Vạn năng đồ công được hoàn tất. Giao tiền bối, ta đã học được truyền thừa của người rồi, người có thể thả ta về được chưa? Ta còn vội vàng đi yêu hoàng năng. Người cư nhiên dễ dàng như vậy học được vạn năng đồ, được rất có hiệu suất. Hiền hiệu giao tộc ta, có người ở đây có thể mong chờ ngày giao long tộc ta phục hưng. Còn không thả ta ra, ta sẽ chết trước khi giao long tộc phục hưng đấy. Kéo giao hỏa của chúng ta đi, kéo bổn tọa về yêu đô, về yêu đô báo thù. Ê, sao đại ngất rồi? Đại hung khí ngươi tránh ra, lão tổ ta hô hấp nhân tạo cho hắn. Yêu đồ thành nơi bí mật của đại tiên thức. Ngươi còn thú vị hơn ta tưởng tượng nữa, kiểu gia hỏa nhân tộc. Trải nghiệm cưới rồng này sao lại giống như là chuyện tranh thần long đấu sĩ vậy? Đại hung khí, ngươi đem chúng ta đến đây rốt cuộc nào muốn làm gì? Yêu thánh điện nơi ở của yêu tộc thánh tử, ngươi nói cái gì? Nếu như giống như ngươi tính toán vậy hả? Chẳng phải đúng vậy thánh tử điện hả? Tiểu giao long không biết tên đó đã có được truyền thừa của giao thanh đồ, bây giờ có lẽ đang trên đường đến yêu đô thành rồi. Đúng vậy thánh tử điện hả? Tiểu giao long không biết tên đó đã có được truyền thừa của giao long thanh đồ. Giao thanh đồ linh lực cao cường tạm thời không nói, tiểu giao long không biết là tên đó có thể sống sót, nhỡ nào hắn mới là thánh tử thật sự. Lạc lôi, ây à, họ đến rồi. Đến vừa đúng lúc, bổn thánh tử đợi bọn chúng tự sa đầu vào lưới. Trải nghiệm cãi dòng này sao lại giống như là chuyện tranh thần long đấu sĩ vậy? Đại hung khí, ngươi đem chúng ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đương nhiên là báo thù cho tộc nhân giao long đã chết rồi. Bổn tòa biết tội nhân đó đang trốn ở trong yêu đồ thành. Chúng ta đến rồi, tiểu gia hỏa chuẩn bị đi. Lần này thật sự là cưỡi dòng khó xuống rồi. Giao long đáng sợ đó lại quay lại rồi. Nó đây là muốn đi đâu? Hình như là phương hướng của yêu thánh điện. Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn kỹ đây. Đây mới là lực lượng thật sự. Đại thần thông của giao long tộc chúng ta, Thanh Long Thái Nhất Liệt Thiên Thức. Thanh Long là một mạch của chân long, Thái Nhất có lẽ là trí cao, còn về Liệt Thiên, ý tứ của ba từ này lại là Long Ngạo Thiên. Rào chắn của yêu thánh điện đã phá, chúng ta đi vào. Ngày này dừng lại ở đây,
đằng sau địa bàn của ta bảo vệ rồi, không có sự cho phép của ta, các ngươi đừng hòng giở trò lưu manh. Hộ vệ của thánh tử, lộ sư yêu vương, tạo hình cổ lỗ sĩ như này, ở hiện thực sớm đã bị thanh trừ, đã bị trừ gian diệt ác tiêu diệt rồi. Nhìn khí tức của hắn, hình như cũng là cấp bậc yêu vương. Ồ, đợi ta thay chủ, cảnh sát trừ gian diệt ác. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần lãng phí thời gian ở đây. Gia hỏa kiểu tóc ngu xuẩn này sẽ do bổn tọa đối phó. Nữ nhân thối ngươi nói gì? Ta giết ngươi. Ngươi coi thường cái gì chứ không được coi thường kiểu tóc của ta. Mẫn cảm đối với kiểu tóc của bản thân, lẽ nào là thông tính ban đầu của máy bay sao? Ta mạnh hay không, giao thủ liền biết. Dưới sự giao đấu kịch liệt của Giao Thanh Đồ và Lộ Sư Yêu Vương, bầu trời xuất hiện hư ảnh của Giao Đồ, Giao Nông và Cuồng Sư. Dây dưa đụng chạm, biết điều thì mau tránh ra, nếu không bổn tọa khiến ngươi thần hình tiêu tán. Ngươi nói ta tránh ra liền tránh, ta không cần mặt mũi nữa hay sao? Khách, loại công kích đó vô dụng với ta. Long tức, chi nôi. Tiểu gia hỏa, mau vào yêu thánh điện. Hung thủ mưu hại Giao Long tộc nhất định là ở bên trong, một kẻ cũng không được bỏ qua. Sao không thấy người đâu nữa rồi? Giao Thanh Đồ, ngươi trúng kế rồi. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng không giả vờ nữa. Lúc ngươi và ta giao đấu, tiểu tử đó đã bị người của chúng ta bắt đi rồi. Tóc bị nô địa đốt cháy. Ngươi là ai? Còn về ngươi, lấy cái chết bồi tội cho kiểu tóc của ta đi. Ai quan tâm ngươi? Trả thiếu niên đó lại cho ta. Dựa vào cơ thể này, yêu vương đều trở nên khó dây. Thời gian của ta không biết còn đủ hay không. Tiền bối, chúng ta đây nè, bị án toán rồi. Có người dùng không gian pháp trận truyền tống chúng ta đến đây, xem ra mục tiêu của bọn chúng từ khi bắt đầu đã là ngươi rồi. Ta và chúng không thù không oán, bọn chúng tại sao lại nhắm vào ta? Có mùi vị tươi mới, mùi vị tươi ngon, mùi tươi ngon. Ăn hắn, chúng ta liền có thể rời khỏi đây. Oán nền muốn ăn ta, đến đi. Ta lên rồi, một đao diệt gọn, những quái vật này cũng yếu quá đi. Thanh đao này của ngươi có thể hấp thụ oán khí và sát khí, những màn xương đen này chắc chắn là bị hấp thụ lực lượng, thực lực mới yếu đi. Oán khí và sát khí, đao giết nợn đang khát vọng bọn chúng. Hấp thụ những thứ này, lĩnh ngộ của ta với đao tâm gần như là mạnh hơn rồi. Nếu như có nhiều hơn thì tốt rồi, bây giờ khoảng cách đến đao tâm đại viên mãn còn có chút xa vời. Đầu tử thối, không đúng. Nơi này không chỉ có mấy con oán ninh dạo chơi không đâu, mà là một trận pháp tập trung oán sát. Trận pháp này ít nhất là cũng phải có tu vi nguyên đan trở lên mới có thể làm thành. Đầu tử thối, mau chóng nghĩ cách đi. Xem ra đối phương không muốn để chúng ta ra ngoài dễ dàng rồi. Đầu tử thối người, xem. Tại sao lại vẽ? Có loại cách vẽ quái vật hoàn toàn không giống mọi người vẽ xuất hiện vậy. Ngoài điện, thiếu niên đó bị các ngươi đưa đi đâu rồi? Nhưng bọn ta không biết tại sao thánh tử phải làm khó tiểu tử đó. Nhưng tiểu tử đó không sống ra khỏi yêu thánh điện được đâu. Nếu như các ngươi còn dám làm thương một chiếc vảy nào của tộc nhân của ta, ta sẽ giết hết toàn bộ yêu đồ. Đến đúng lúc lắm, để ta dùng ngươi đột phá đạo tâm đại viên mãn. Nếu đã là ác linh, vậy thì dùng ác linh để đối phó. Đây không phải là đao linh ở trong cổ nhai hay sao? Nếu kiếm tâm đại thần thông của ta gọi là quốc sĩ vô song thập tam kiếm, vậy thì đao tâm đại thần thông của ta gọi là tam thiên thế giới. Vô ngã chảm. Oán ninh rơi ra số lượng lớn quang đàn thuộc tính, thích hợp với đao giết lợn. Sau khi phong hạ hấp thụ liền đao tâm đại viên mãn. Làm tốt lắm tiểu tử thối.
Ngươi từ lúc nào tu luyện đao tâm thế, sao ta không biết? Cái này sau này rồi nói, chúng ta mau rời khỏi cung điện này đã. Ta có một linh cảm, rất là không tốt, Giao tiền bối đang có nguy hiểm. Thiếu niên Giao Long tộc này có thiên phú dị bẩm hơn ta nghĩ nhiều. Đúng vậy, cũng vượt qua dự liệu của ta. Không cần biết hắn có phải là thánh tử thật sự trong lời tiên đoán hay không, con rồng này không chết, ắt có hậu họa về sau. Giao Long giả, thánh tử giả mạo, liên tiếp triển khai vượt ngoài suy đoán, thật sự khiến ta không thể rời mắt mà. Giao Thanh Đồ, công kích của ngươi rất không có thật tinh thần, ta căn bản không có cảm giác gì, là thế nào cũng không đánh chết được, rốt cuộc là sư tử hay là gián vậy? Giao Thanh Đồ, đừng hấp hối hơi tàn nữa, để ta siêu độ cho ngươi đi. Giao tộc nhân của ta ra đây trước đã. Đáng chết, càng ngày càng không dùng được sức nữa. Sư tử hống, tiền bối, người nói sao người của Yêu Đô phải bắt ta chứ? Rõ ràng ta với họ không thù không oán. Không, nếu như người sau màn thật sự là người diệt toàn bộ Giao Long, vậy thì kẻ đó gọi là hậu duệ của Giao Long tộc như người, đây chính là đại hoạn ở trong lòng hắn. Hắn nhất định sẽ không tha cho người. Còn không phải là tại người báo loạn gia môn mới rước họa vào thân hay sao? Tích chút khẩu đức đi. Ta biết sai rồi tiền bối. Tiền bối lơ đó, nữ nhân thối đó hình như thật sự là không được rồi. Khí tức của sư tử thối đã hoàn toàn đàn áp đến cô ta rồi. Tiền bối, người quay về nhận trước đi, ta đi giúp Giao tiền bối. Chính diện giao đấu với sư tử yêu đó không có phần thắng đâu. Nếu như hắn phát hiện ra người trốn ra rồi, e rằng sẽ trực tiếp giết người. Người phải làm ngụy trang, có đạo lý. Vậy thì dùng khí tức này đi, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục cùng với tiểu tử đó. Ai nói tiểu tử đó chết rồi? Người nào muốn giết di mạch của Giao Long tộc? Các ngươi hỏi qua tinh ba khắc ta chưa? Ồ, thì ra là tinh ba khắc lưu truyền khắp nơi đó. Đều giao hỏa hắn, hắn không sao chứ? Yên tâm, hắn rất an toàn. Không sao thì tốt, ngược lại thân thể của ngươi ta còn chống đỡ được. Này các ngươi, xem ta không tồn tại hay sao? Tinh ba khắc, mau đến tỉ thí với ta. Ồ nào chết đi được, con mèo nhỏ phiền phức nhà ngươi. Ta là con mèo nhỏ phiền người. Hôm nay thật sự là một ngày ta vô cùng không vui đấy. Sư tử yêu vương này thực lực không thấp hơn Kim Ương và Lôi Nghiêu, còn không biết là bàn tay sau bức màn đó có đến đây hay không. Nhân lúc con sư tử này mất đi ý chí, tốc chiến tốc thắng thôi. Tinh Hà Hạo Thể, Phù Mộng Tam Sinh Quyết, Tinh Quang Địch Chi Niên. Chạy đâu rồi? Sao ta cảm thấy đầu có chút mắt lạnh thế nhỉ? Phật Quang Phổ Độ, Ái Mãn Thế Gian. Long sư tử xoáy khí của ta không còn chút nào nữa rồi. Tinh ba khắc, quay lại đây cho ta phải giết người. Chạy đến đây chắc là không sao rồi. Tiểu gia hỏa hắn đang ở đâu? Giao tiền bối, ta ở đây. Đây tiểu gia hỏa tinh quái, vậy mà lại là ngươi, quá tốt rồi. Nhân lúc ta còn khí lực, ta còn phải nói cho ngươi một chuyện. Đó là bí mật Giao Long tộc bị tiêu diệt. Giao Long tộc bí mật bị diệt vong. Ta bây giờ mà ngươi nhìn thấy là oán niệm lúc còn sống của ta. Bây giờ ta còn có thể dần nhớ lại ký ức lúc còn sống rồi. Thứ hủy diệt Giao Long tộc có lẽ không thuộc về huyền nguyên thế giới của chúng ta. Ta đoán thân phận của hắn có lẽ là tiền bối. Tiểu tử thối, ngươi lại gặp phải phiền phức gì rồi vậy? Tiền bối, giao tiền bối cô ấy. Đại hung khí này có thể chống đỡ đến bây giờ cũng không dễ dàng gì rồi. Nữ nhân này vốn dĩ chỉ là một tàn hồn còn lại do oán niệm ở trong quá khứ cố chống đỡ kéo dài không tiêu tán.
Bây giờ đại chiến một trận với sư tử đó, cho dù là tàn hồn cũng tiêu hao hết rồi, linh hồn của cô ta rất nhanh sẽ tiêu tán. Vậy cô ấy còn cứu được hay không? Pháp thuật thời đại mặt ma pháp hiện nay không có cách nào có thể cứu được cô ta. Nhưng mà ngươi lại có phù mộng tam sinh quyết vô địch của lão thổ. Đừng nói là một tàn hồn, cho dù là chết, vậy rốt cuộc là cứu được hay không? Chuyện cứu lão thổ sao ngươi không nhanh nhẹn như vậy? Thấy sắc quên sư. Phù mộng tam sinh quyết có thể dẫn động linh hồn chi lực của ngươi. Ngươi có thể dùng cỗ lực lượng này bảo vệ tàn hồn của cô ta. Ồ, quả thực có một cỗ nhiệt lưu từ người xông ra. Giang tiền bối được cứu rồi. Phù mộng tam sinh quyết, trong lòng nghĩ phải bảo vệ tàn hồn của Giang tiền bối. Pháp thuật vậy mà lại bắt đầu tự động rồi. Chỗ thần kỳ của phù mộng tam sinh quyết còn nhiều lắm. Giang tiền bối lại biến thành sắc ướp rồi. Đây là kỹ thuật của lão tổ ta lĩnh ngộ ra được khi du lịch ở đất nước sa mạc. Dùng thủ pháp này có thể bảo tồn độ tươi của linh hồn tốt nhất. Vậy sao? Bây giờ thu giao thanh đồ vào dưỡng hồn giới của ngươi. Linh hồn của cô ta tạm thời sẽ không tiêu tán, nhưng sau này phải thế nào còn phải xem cô ta bao giờ tỉnh lại. Chẳng lẽ còn có khả năng không tỉnh lại được hay sao? Có thể giữ cái mạng này đã là không tệ rồi, lấy đâu ra yêu cầu cao như vậy chứ? Nguyên đan của ngươi hình như vỡ rồi. Ngươi nói cái này ta quen rồi. Phương thức tu luyện của ngươi càng ngày càng kỳ quái. Nguyên đan này của ngươi gọi là hư đan, tuy có thể có thực lực giống như là nguyên đan, nhưng hư đan yếu ớt dễ vỡ hơn nguyên đan thật sự rất nhiều. Tụ đan lại sẽ lại tốn rất nhiều linh lực, làm cách tu hành thực sự không ổn. Thì ra cái này cũng là nguyên đan hay sao? Ngươi rốt cuộc là đã vỡ mấy viên nguyên đan rồi? Vỡ một viên khi đối chiến với Mạc Nguyên Long, vỡ hai viên khi luyện công với Ấu Lương, ăn đồ nảnh đau bụng vỡ ba viên. Con mẹ nhà nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã lãng phí bao nhiêu linh lực vào nguyên đan rồi? Không ngờ một tên ngu ngốc một bên đổ nước vào ao, một bên thả nước ở trong ao đi, trong sách toán thật sự là tồn tại. Đừng mắng nữa, còn mắng nữa thì mắng thành ngốc mất. Cũng không biết là có phải bởi vì nguyên nhân thể chất của ta hay không, mỗi lần lúc bắt đầu thăng cấp đều sẽ bị áp chế lại, chỉ có thể tụ thành hư đan. Cứ tiếp tục như vậy không được, nếu người vào yêu hoàng lăng khẳng định là sẽ gặp phải không ít cao thủ. Cứ dùng lực lượng của hư đan đối với thân thể cũng không phải là tiêu hao nhỏ, phải mau chóng đột phá mới được. Tiền bối, phù mộng tam sinh quyết vô địch có cách cứu ta hay sao? Phù mộng tam sinh quyết vô địch thật sự là có đó. Phù mộng tam sinh quyết có một công pháp tên là tam thế thần. Đó là một trong những công cụ pháp thực dụng nhất ở trong phù mộng tam sinh quyết. Bởi vì có thể chế tạo ra ba linh hồn pháp thân cho người. Ba linh hồn pháp thân có thể phân ra tu hành ở cảnh giới của bản thân người. Một pháp thân cảnh giới tăng lên, ba cái sẽ đồng thời tăng lên. Năm đó, lão tổ chính là dựa vào công pháp này dẫn đầu các tu hành giả cùng tu. Bây giờ thời cơ chín muồi là lúc để ngươi học chiêu này rồi. Sau khi ngươi học được tam thế thần là có thể tiến hành biến hóa hình thái hồn pháp thân, cũng chính là biến thân. Chỉ cần có thể biến thân, ta liền gọi là công pháp mạnh nhất. Tiểu tử thối, có phải lại nghĩ những thứ kỳ quái hay không? Vậy ta phải tạo ra thân pháp thế nào? Trước đây ta vẫn chưa tìm thấy linh hồn phù hợp với ngươi, nhưng bây giờ có rồi. Bây giờ ngươi có thể mượn lực lượng tàn hồn của Thanh Giao Đồ tạo ra pháp thân thứ nhất của ngươi. Muốn ta lợi dụng Giao tiền bối sao? Giao Thanh Đồ tiền bối, xin hãy giúp ta một phần sức lực đi. Nếu như có sự trợ giúp của Giao tiền bối, cảnh giới của ta nhất định là có thể đột phá. Thanh Long Thần biến thân thành công rồi. Từ bây giờ trở đi, đây chính là linh hồn pháp thân đầu tiên của ngươi. Ngươi muốn đặt tên cho Thanh Long pháp thân của ngươi. Đáng tiếc không thể dùng cái tên tinh ma khác nữa rồi. Nếu đã là Đông Hải Giao Long tộc, vậy thì xin hãy gọi ta là Hạ Đông Hải.